con nữa hả? À, hôm nay mẹ sẽ làm món mì xào cho hai chị em nhé. Ăn mì xào không? Đâu. Đó hả? Đi ăn mì xào không? Đâu. Ừ, chờ mẹ một tí nha. Bắt đầu nấu nào. Từ để mẹ chiên xúc xích trước nha. À, con bỏ mì xuống đi. Để mẹ xào lên, mẹ bỏ gia vị vô nó mới ngon. Xúc xích trước nha, mình bỏ thêm ít dầu chiên nó ngon nha. Con đừng lấy con. Con ơi, ngon quá, mẹ làm món gì mà ngon chết? Làm luôn, món mì tôm. Mì tôm xào với xúc xích. Cơm xào cho em ăn, cho Titi ăn. Titi ngồi chờ mẹ một tí nhá. Con thử cho em Titi một sợi cho em Titi ăn không? Đó. Mẹ này nè, cái này ra chứ không nó nổ vào người hả chị em? Đây mẹ mẹ kem. Con ăn cái nha. Ra mắt. Chiên xúc xích này sợ nó nổ quá, sợ quá. Con đừng có đưa tay lại đây, đưa tay lại đây nó nổ, không may nó nổ vào tay á, sợ lắm, đau lắm. Em mang nó. Được rồi. Mẹ sợ nó nổ quá. Xúc xích chín rồi. Mẹ cho nó ngon nữa. Để mẹ bỏ mì vô mẹ xào lại nha. Đó. Chờ một tí mẹ xào xúc xích. À quên, mẹ xào mì chín. Cái là mẹ trộn xúc xích vô cho hai chị em ăn nhé. Đây, chờ mẹ một tí mẹ lấy bớt dầu ra lại nha. Ok, tắt. Xào nha. Dạ. Trời ơi, mấy cái xỉa này. Đây. Mẹ đổ đi. Mẹ đổ đi. Bạn nhỏ lửa thôi nha. Mẹ đổ đi. Mẹ đổ em. Ừ. Đây. Mẹ xạo một tí là cho Ti Ti với gấu ăn được nha. Mẹ đâu để... Bỏ cả xúc xích nữa nhá. Để chờ mẹ một tí mẹ cắt xúc xích ra. Từ từ con. Yên mẹ lấy cho hả, mẹ cắt cho. Đấy, như thế là phải lấy cho em đi ăn thôi nữa chứ. Để mẹ. Mẹ tắt lửa một tí để mẹ lấy, mẹ cắt xúc xích đã nha. Mẹ đâu này ơi. Ui, rớt đũa mẹ rồi. Mẹ đâu này ơi. Đâu con? Đây. À, đâu có con gì đâu. Xúc xích mẹ trộn vô mì cho hai đứa ăn nha. Đang nóng quá. Đây mẹ. Nhiều nhiều. Này, đi một cái gấu một cái này. Con ăn đi. Mẹ ăn kìa. À con lấy con xiên đi cho đỡ nóng. Mẹ quên á. Kem hết rồi à? Đây mẹ cho Ti cái nữa này. Mẹ con chưa ăn hết. À con chưa ăn hết luôn à? Em Ti ăn nhanh nhờ. Em Ti nhai. Đây mẹ cắt hai cái xúc xích nha. Rồi. Mẹ bỏ vào đây xong rồi mẹ trộn. Mẹ trộn cái gói gia vị này nữa nhá. Đi níu gì con, từ từ nào. Từ từ để mẹ bỏ vô đây lại nha. Mẹ cắt mẹ đi. Con cho ăn thêm nữa. À con ăn thêm nữa. Rồi đây. Con cần nhiều.
rồi, từ từ chờ mẹ một chút xíu xíu là mẹ xong gói mì rồi. Con ăn cái nữa hả? Dạ. Rồi chờ mẹ một tí nhá, mẹ ăn đảo dở cho con nhá. Không mẹ bỏ ra là nó cháy mất. Mẹ thì bấm rồi. À, cho em bấm một tí. Em bấm một tí cho vui. Chị em tình cảm mà. Được rồi. Mẹ cho mẹ để rồi xong mẹ lấy ra nha. Đâu con đi, đi đâu của con đâu? Đây đi, đi đây đúng không? Thế mẹ lấy ra con trước nha. Wow thơm lắm á. Đi nhai gì mà ngon đấy con? Nhai mì tôm không biết. Nhai mì tôm không biết à? Ngay chút đi. Wow, một đĩa siêu nhiều xúc xích luôn. Thòn chứ. Mẹ mời em gấu. Đây, quả tí tí đây. Ngay quả tí đây. Đây tí tí. Ngay quả tí đây. Đây nè, quả tí này con từ từ nha, tí chờ mẹ một tí. Đây, quả tí tí đây. Mày lấy cho tí tí ăn nhá. Có ăn đũa được hả con? Dạ. Tí ngồi xịt ở đây, tí ngồi lên đây. Ngồi lên đây, mày lấy cho tí ăn. Đây, ăn nhá. Nóng lắm. Nhớ có nóng không? Nóng. Nóng hả? Thế mày thổi nhá. Mẹ con thổi con. À, con tự thổi hả? Cẩn thận không đổ con. Rồi, ăn đến đâu thổi đến đấy cho ngon nhỉ. Nóng không? Nóng để mình thổi đã nhá. Ngon quá. Ngon không? À. Để mẹ ăn với hai chị em nha. Đây, mẹ cho mẹ ăn với hai chị mẹ em nha. Trùng cát. Đi trùng cát. Ơi, mẹ ăn thử xem ngon không nha. Đi trùng cát. Ừ. Mẹ cũng là ngon. Trùng cát đây mẹ. Ừ. Trùng cát. Thế nhận nhá. Ôi, món mì xào ngon đấy nhở. Chọc cái gì ấy? Đây, đây. Thằng bác. Mẹ lấy ra cho nhá. Ăn đi. Mẹ con lắp được, mẹ lắp ta đi rồi. Úi, sao để đây con? Đi ăn đi. Mẹ ơi,